Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Tình yêu bao giờ mới tới. Và đây là video dành cho những người độc thân. Và trong video này các bạn sẽ chọn một tụ bài. Và mình có trái tim màu hồng và trái tim màu xanh. Sau đây mình sẽ đếm từ 6 tới 1. Các bạn lựa chọn cái trái tim phù hợp với năng lượng của mình nhé. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vì đây là trải bài chung, mình hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách cởi mở nhất. Và thông điệp trong trải bài có rất nhiều, bạn lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Và mình chỉ nói điều cần nói, chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Sau đây, mình xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ trái tim màu hồng. Và trong tụ trái tim màu hồng có các bạn có lá bài sau đây. Các bạn có lá bài The Fool. Kế tiếp nữa là các bạn có lá bài Five of Cups, 5 ly. Và lá bài cuối cùng là các bạn có lá bài Queen of Swords, nữ hoàng kiếm. Và lá bài đầu tiên sẽ là lá bài nói lên cái mong muốn của các bạn. Mong muốn về một tình yêu là như thế nào. Và năng lượng của lá bài mang đến cái sự khởi đầu. Và các bạn rất là muốn có một cái viễn cảnh rất tốt đẹp cho tình yêu mơ ước của các bạn. Một cái viễn cảnh được vẽ ra khá là tích cực và ẩn chứa rất nhiều năng lượng nhiệt huyết và đam mê. Bởi vì ngay lúc này bạn cảm thấy là bạn muốn dấn thân vào cái hành trình mới. Cái hành trình này có tính khả quan rất là cao. Nhưng mà bạn phải lưu ý là do những kinh nghiệm cũ của bạn chưa có đầy đủ. Do cái phát triển bản thân cũng như học yêu và cách yêu như thế nào. Bạn chưa có trang bị đầy đủ lắm. Do đó các bạn cần phải có những kỹ năng cần thiết để mình vừa cái nỗ lực tin, niềm tin là có tình yêu. Nhưng mà bạn phải cũng có khả năng để bạn đạt được cái tình yêu đó. Bởi vì sự liều lĩnh mà không cân nhắc sẽ dẫn tới cái tổn thất về mặt tình cảm rất là cao. Do đó bạn phải cẩn trọng hơn trong cái việc chọn người yêu và học cách yêu như thế nào. Tránh cái việc quá mạo hiểm và liều lĩnh để hạn chế những rủi ro xảy đến với tình cảm. Và bạn rất là mong muốn có một cái tình yêu thực sự là đam mê thuần khiết, chân thành và không toan tính gì hết á. Nhưng mà cái năng lượng của lá bài nó cho thấy là các bạn thật sự chưa có sẵn sàng cho một cái mối quan hệ mà mang tính ràng buộc. Đây là một cái dấu hiệu tích cực khi một cái mối quan hệ tình cảm sẽ xảy đến. Và điều này nó đang rất là trực chờ bạn ha. Và cái người khác cũng đang rất là muốn đến gần các bạn. Do đó các bạn đừng để những cái ham muốn vui vẻ của bạn khiến bạn bỏ qua những cái điều thực tế, chính là cái tình yêu chân chính, đích thực và sâu nặng. Khi nó đến với bạn, bạn phải chắc chắn rằng bạn phải nhìn xem là mình đang đi tới đâu rất là quan trọng trong quá trình phát triển bản thân của mình, phát triển khởi đầu một mối quan hệ. Và đối với bạn hình như đã chữa lành hết tất cả cái vết thương lòng của ngày xưa rồi hay sao á. Các bạn mong muốn là mình có một cái mối tình cảm á, là cảm thấy được bảo vệ và yêu thương, sống thực sự vui vẻ với nhau và thực sự đem cái niềm tin là quan trọng nhất trong cái mối quan hệ của hai người. Nhưng mà có dấu hiệu cho thấy các bạn á, hình như là quá ngây thơ và vô tư vô lo. Cái điều này nó không có cấm cản các bạn đến với tình yêu. Nhưng mà cái việc này nó sẽ khiến cho các bạn trở thành cái người vô tâm nếu như cái người ta đến với bạn. Vì bởi vì mình không thể sống một cái thái độ thờ ơ được. Có thể là bạn biết là khi mình mong muốn kỳ vọng ở người khác gây đau khổ chính bạn. Do đó hiện tại bạn từ bỏ những kỳ vọng. Nhưng nếu mình từ bỏ hẳn luôn, mình không có quan tâm chăm sóc người khác, thì họ lại cảm nhận mình ở một cái năng lượng rất là thờ ơ và vô tư. Do đó bạn phải xem xét là mình phải cân bằng giữa cái ngây thơ vô tư của mình với sự là sâu sắc, chăm sóc và yêu thương đối tác của mình nhiều hơn. Bởi vì tình cảm là cái việc mà bạn sẽ cho đi nhiều hơn. Bạn đem cái lợi ích của người khác lên trên mình mới đó gọi là yêu. Và vấn đề này các bạn cần phải học cách yêu. Bởi vì cho thấy cái lá bài thể hiện bạn còn ngây thơ trong tình yêu lắm. Bạn chưa biết yêu là gì, cũng chưa biết đối phó những cái trắc trở trong tình yêu. Vấn đề học cách yêu là cái vấn đề bạn cần phải phát triển nhiều nhất trong cái giai đoạn này. Nhưng mà mình rất thích năng lượng của các bạn hiện tại. Bởi vì các bạn tin tưởng vào cái mong ước của con tim mình. Và các bạn biết nắm lấy những cái thời cơ. Và bạn đang thành thật rất là bản thân. Mình rất là thích những cái năng lượng này. Nó làm cho các bạn một cái tươi mới rất nhiều. Một sự khởi đầu thực sự từ các bạn. Nhưng tuy nhiên, cái lá bài thứ hai sẽ nói là những cái thứ mà ngăn cản các bạn không tiến được tình yêu và có một cái tình yêu đích thực sau này là gì. Đó chính là các bạn có lá bài 5 ly. Và cái lá bài 5 ly này là một lá bài của sự mất mát.
Như các bạn nhìn thấy là một cái nhân vật đứng khóc cho cái bồi đồ đen chìm ngập trong đau khổ. Và họ chỉ nhìn vào những cái ly đã đổ vỡ mà không thấy được hai cái ly còn nguyên vẹn ở phía sau. Và nếu như các bạn vẫn còn đứng đó nhìn cái những cái đổ vỡ trong quá khứ, những cái tổn thương đau buồn, thì các bạn sẽ không thấy được cái hai ly còn nguyên vẹn. Chỉ khi nào mà tâm hồn các bạn thực sự chữa lành thanh thản, thì bạn sẽ có thể nhìn ra tất cả những gì còn lại chính là cái hai ly còn đông đầy phía sau lưng các bạn. Đó chính là gia đình, bạn bè, sự nghiệp và chính bản thân bạn, chính là cái hai ly quan trọng nhất đối với bạn ngay lúc này. Bạn cần phải trân trọng, biết ơn những gì còn sót lại ở bên cạnh ta, chứ không phải là tiếc nuối và đau buồn về những cái đã rời bỏ ta đi. Những cái gì mà rời bỏ ta đi là họ đâu có nghĩ đến các bạn. Mình chỉ níu kéo những người ở lại, chứ những người ra đi sao bạn níu kéo được các bạn ơi. Do đó các bạn hãy buông ra, chỉ buông thôi chứ đừng có bỏ. Tại vì mà nếu như các bạn dùng từ buông bỏ, thì cái từ buông bỏ nó sẽ khiến cho cái vòng lặp của cái việc người gây tổn thương bạn sẽ đến lại. Các bạn vuông cái chuyện này, chuyện đau buồn và tổn thương, các bạn thấy được cái bài học từ những cái vấn đề đó, bạn lấy làm cái hành trang cho mình để mình tiến tới trong cái mối tình khác. Chứ không bao giờ mình ân hận, mình thù oán về những cái tổn thương cũ hết các bạn. Nó là sai lầm. Các bạn phải thay đổi cái quan điểm của mình về cái đau buồn, về cái tổn thương. Mình không thấy sự tội lỗi, mình không thấy sự đau thương, mình không thấy sự tổn thương. Chỉ thấy duy nhất cái bài học cho chúng ta học là gì từ cái vấn đề đó mà thôi. Và nếu như các bạn tin rằng những cái mất mát này, tổn thương này, nó sẽ mở ra cái khả năng mới cho sự phát triển của bạn, bởi vì những cái tổn thương mất mát đều cho khởi đầu có sự thay đổi. Con người ta chỉ thay đổi khi mà ta đau khổ các bạn. Nếu như các bạn sướng quá, các bạn đâu có thay đổi con người mình đâu. Mình sẽ không thấy mình sai cái gì, mình không thấy được cái bài học mình cần học là gì hết. Do đó, cái việc gây tổn thương nó bởi vì cảm xúc các bạn luôn chống lại khi mọi thay đổi. Khi mà các bạn đừng có đóng tâm lý là cái nạn nhân, mình sử dụng cảm xúc mình trong mối tình đó. Các bạn tập mình đứng ra khỏi cái nhân vật đó, mình là cái người thứ ba, xem xét lại những cái chuyện quá khứ giữa hai người, giữa bạn và người yêu của bạn khi xưa, thì mình sẽ thấy là con tim của mình nó bớt đau khổ lắm các bạn. Lúc đó bạn không còn tâm lý nạn nhân nữa, mà bạn là cái người đứng ở ngoài nhìn cuộc tình. Bạn sẽ có cái đầu sáng suốt nhất, các bạn biết ai đúng ai sai, bài học từ cái đó là gì. Từ đó các bạn rút ra, bạn phát triển sau này. Và mình hy vọng là các bạn sẽ biết được câu là nếu như chúng ta càng đấu tranh để giữ những gì đã biến mất, thì chúng ta sẽ càng đau khổ thôi các bạn. Bởi vì cái gì mà chúng ta nặng lòng quá là cái thứ đó nó sẽ dài vò và gây đau khổ cho bạn rất là nhiều. Do đó bạn hãy tập bốn cái chữ này: buông, dừng, thôi, dứt những cảm xúc về người đó và những cái chuyện cũ buồn đã qua. Mình chỉ thấy là cái bài học để mình phát triển thôi nhé. Và lá bài cuối cùng sẽ là bài làm thế nào để các bạn có thể đạt được cái tình yêu đến với các bạn. Thì các bạn có lá bài Nữ Hoàng Kiếm. Do năng lượng của Nữ Hoàng Kiếm nó khác hoàn toàn với năng lượng của Đầu Phua, cái sự khởi đầu, một sự ngây ngô, vô tư, vô số tội. Nhưng cái Nữ Hoàng Kiếm này là một người chắc chắn, rất hiểu rõ và dám đối mặt với sự thật. Ngay cả khi phán đoán một cách hoàn cảnh rất là nhanh chóng, khó bị lừa gạt hay là ai nói dối được cái người này lắm. Bởi vì các bạn phải hiểu được rằng bạn ngây thơ, vô tư nó sẽ không giúp cho các bạn nhìn ra được một cái người nào đó trong cuộc đời đến với các bạn. Bạn sẽ nhầm lẫn lắm các bạn. Bạn phải sử dụng một cái tính chân thật trong chính nội tại của mình, sự sắc sảo trong suy nghĩ và sự thẳng thắn đi vào trọng tâm của vấn đề. Từ đó các bạn sẽ thấy là mọi việc đó, nó sẽ giúp cho các bạn sẽ sáng tỏ hơn rất nhiều. Có thể vô tư khi cần thiết nha các bạn, chứ không phải là mình cứng nhắc. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình phải có lý trí, mình phải phán xét đó đúng hay là sai. Bởi vì cái việc lựa chọn cái người yêu đến với mình rất là quan trọng. Bạn phải tìm hiểu được một cái người phải đem được giá trị cho bạn, có thể giao tiếp được với các bạn, có thể đồng ngôn với các bạn. Cái người mà luôn luôn đem lại giá trị và họ luôn khuyến khích các bạn phát triển hơn, chứ không phải là một cái người gây sự đau khổ, tổn thương, một người chà đạp danh dự của các bạn, hoặc là cái người lúc nào cũng gây khó chịu để khiến cho bạn đau buồn, và một cái người lăng nhăng gì đó. Đây là cái việc mình phải cần một cái óc phán xét rất là rõ, mọi thứ được thảo luận rất là kỹ càng trước khi bạn tiến tới một người nào đó, để tránh sự lừa dối và lừa gạt được diễn ra.
Bởi vì các bạn ngây thơ, vô tư quá, do đó các bạn sẽ không có thoải mái với những đánh giá đạo đức về bản thân từ người khác. Bạn sẽ dễ bị nổi nóng này kia. Nhưng mà cái việc này, nữ hoàng kiếm nó mong các bạn phải thoải mái với những cái đánh giá từ người khác. Bởi vì các bạn biết là mình ở đâu, mình có gì và cần gì. Bạn phải sống từng trải và mạnh mẽ hơn. Bạn có kỳ vọng, nhưng mà kỳ vọng của bạn thực tế, chứ không phải là kỳ vọng một cái viễn vông mà mơ mộng như cái đời phua, lá bài ban đầu mà các bạn có cái năng lực đó. Và lá bài cũng hy vọng là các bạn đừng có bao giờ mà nghiêm trọng quá vấn đề hết trơn á. Bạn phải thấy là cái niềm vui trong mọi hoàn cảnh. Hãy phân tán những cái khó khăn của mình trong cuộc sống để bạn tạo cái sự vui nhộn hơn. Hãy làm nhẹ đi, nhẹ như cái tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống của mình. Đơn giản quá một chuyện nha các bạn. Và bạn cũng phải hiểu là những cái dại dột và sai lầm của người khác, bạn đừng có bao giờ chê trách hết á. Bạn phải cân nhắc là tránh những cái rắc rối, đơn giản là phải tìm cách khéo léo đi vượt qua nó. Và sau đây là thông điệp của vũ trụ muốn gửi các bạn là gì? Đó chính là lễ kỷ niệm. Các bạn hãy sẵn sàng cho cái việc tóc của bạn xả xuống nè. Các bạn sẽ dự những cái lễ kỷ niệm. Đây là cái thời gian bạn nên ra ngoài để nhảy múa và hát ca chơi đùa. Và mặc dù cái lá bài nữ hoàng kiếm và lá bài đờ phua là quân bài có vẻ đối lập nhau, nhưng mà khi chúng xuất hiện cùng nhau, nó cho thấy cái sự kết quả rất tích cực. Sự kết hợp này hứa hẹn những các bạn sẽ tìm thấy được con đường vượt qua sự phản kháng của các chuẩn mực xã hội, những gì bình thường ở mong đợi. Và bạn đừng có tìm kiếm sự chấp thuận của người khác nữa. Cái sự kết hợp này khuyến khích các bạn hãy sống theo cái điều hành nhịp sống của chính cái bản thân các bạn. Và các bạn sẽ gặp cái người này trong một cái thời gian rất là gần, khoảng là thời gian là mấy tháng cuối năm này nha các bạn. Bởi vì cái lá bài thông điệp của vũ trụ muốn gửi cho các bạn là những cái lễ hội, những lễ kỷ niệm. Đây là cái thời điểm các bạn phải trang hoàng cho nhan sắc của mình để tham dự cái lễ hội kỷ niệm. Và những cái buổi hiệp này sẽ khiến cho các bạn phải ra ngoài để vui chơi và nhảy múa. Bạn phải nhận cái lời mời để tham gia những cái sự kiện này. Bạn sẽ gặp cái người này ở ngay chính cái buổi vui chơi và lễ hội như vậy. Và kế tiếp nữa là cái thông điệp Oso muốn gửi đến các bạn là gì? Đó chính là lá bài Maturity, sự trưởng thành. Cái việc này mong các bạn phải nhìn lại bản thân của mình càng nhiều càng tốt. Bạn sẽ ngạc nhiên là bạn thấy cái chính cuộc sống của bạn sẽ bắt nguồn từ chính bạn chứ không ai khác. Khi mà các bạn thấy những cái bông hoa sẽ liên tục cho sự nổ rộ tính từ cái mùa xuân của tâm hồn này. Đây là một lá bài cho thấy là bạn phải làm việc hăng say trong thời gian qua sẽ mang lại kết quả rất là tốt. Một cái khởi đầu rất là tốt cho các bạn, bởi vì các bạn sẽ gặp cái người này trong cái mùa xuân. Mùa xuân là cái việc sẽ báo hiệu cho các bạn có tình yêu thực sự. Khi mà các bạn có những cái trải nghiệm đem đến cho các bạn sự đông đầy và thành công, cái vận may sẽ xuất hiện vào mùa xuân nhé các bạn. Và mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ trái tim màu xanh. Và trong trải bài các bạn có lá bài sau đây. Đầu tiên là các bạn có lá bài 3 tiền, 3 Pentacle. Kế đến nữa là các bạn có lá bài Father of Cup, Vua Ly. Và kế tiếp nữa là các bạn sẽ có lá bài Five of Pentacle. Đó chính là lá bài 5 tiền. Và lá bài đầu tiên sẽ là lá bài mình chia sẻ cho các bạn về những cái thứ mà các bạn mong muốn có được trong cuộc sống tình yêu sau này là gì. Lá bài 3 tiền đại diện cho cái vấn đề này. Và bởi vì những người chọn tụ bài này là những người đã từng trải, các bạn có một cái sự khác hẳn với những người chọn ở tụ 1. Đó chính là các bạn biết, các bạn thực hiện một cái nhiệm vụ là đi tìm người yêu. Các bạn sẽ lên chiến thực nè, các bạn sẽ tập hợp các nguồn lực và sử dụng tất cả các kỹ năng của tình yêu, cũng như trình độ và khả năng của mình để có thể tìm được một người yêu lý tưởng. Đây chính là tinh thần của lá bài 3 tiền. Làm cái việc gì đó, bạn sẽ lập kế hoạch rất là cụ thể, bạn muốn nó hoàn thành một cách là xuất sắc để có thể đạt được cái người yêu lý tưởng cho chính mình. Và bạn cũng mong muốn là tìm được ra một cái người yêu mà có mục tiêu chung với các bạn, có lý tưởng và niềm tin, có khả năng kết hợp cùng với nhau và cùng nhau là xây dựng được một cái tổ ấm thật sự là êm đẹp. Tuy nhiên mà các bạn cũng biết được là những cái khó khăn sẽ tiềm ẩn trong những cái mối quan hệ sắp tới là gì. Và các bạn sẽ có khả năng khi bạn tìm hiểu rất là chi tiết và làm việc rất là cụ thể để các bạn tìm ra là những cái gì bí mật đặc biệt từ cái đối tác của mình. Từ đó các bạn sẽ khám phá rất là nhiều
và cùng nhau là các bạn tìm thấy ra cái nhân tố cần thiết một người yêu lý tưởng cho các bạn sau này. Và ngay cái thời điểm này, bạn hiểu rõ là mình cần gì và muốn gì và biết làm như thế nào luôn để có thể đạt được cái người yêu đó tiến vào cuộc đời của các bạn. Bạn sẽ cảm thấy là mình sẽ phù hợp. Bạn đã trang bị cho mình rất là nhiều rồi. Bạn đã phát triển bản thân của mình. Bạn đã biết cái gì là phải nên làm. Bạn học những kỹ năng cho tình yêu. Bạn biết phải làm gì với người yêu tương lai. Bạn không còn bị cảm xúc chi phối bạn rất là nhiều. Đây là cái thời điểm bạn muốn tiến vào tình yêu một cách mạnh mẽ nhất. Bởi vì bạn đã chuẩn bị rất là lâu rồi. Bạn có một kế hoạch rất là cụ thể để tiến tới kiếm người này luôn các bạn. Và một điều rất là hay là các bạn sẽ thu hút được những người như bạn muốn nha các bạn. Hãy lưu ý là dù thời thế nó sẽ rất là thuận lợi, nhưng mà cũng đảm bảo rằng cần phải giữ sự tập trung cho cái việc mà tiến tới hoàn thành, tìm ra được cái người yêu lý tưởng. Bạn có quyền tự hào về những kỹ năng của mình, có quyền tự hào về kế hoạch của mình, nhưng bạn phải biết rằng không phải lúc nào cái nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành hết á. Nếu mình không sử dụng tập trung và cũng như là bớt cái phần cao ngạo ở mình lại nha các bạn. Và có dấu hiệu là các bạn sẽ tìm một cái người nào đó trong cái môi trường tiềm năng thông qua công việc và học tập. Và cái người này cũng rất là tương thích với cái năng lượng của các bạn luôn đó. Và kế tiếp là cái thứ mà sẽ ngăn cản các bạn có thể tiến đến tình yêu trong thời gian tới là gì? Thì các bạn có năng lượng của lá bài vua ly. Thì nếu như các bạn đã học tập được những bài học của mình, các bạn đã học tập điềm chỉnh cái cảm xúc của mình, các bạn có thật sự bình tĩnh không? Và các bạn có giữ vững cái ổn định và bền vững về cái mặt cảm xúc, giữ bình tĩnh trong cái trạng thái khi các bạn gặp khủng hoảng, và các bạn sẽ không bao giờ tỏ ra vẻ lo lắng hay căng thẳng hay không. Cái việc duy trì cái điềm tĩnh ở nội tại các bạn là các bạn cần phải tập trung vào nhất. Và có một cái số là bạn phải tập trung hơn vào cái việc sống bao dung cho người khác. Bạn phải chấp nhận những cái quan điểm cởi mở từ những cái người khác và thoải mái và cho phép người khác họ tự do diễn đạt những cái ý kiến của họ. Và bạn phải kiên nhẫn hơn trong cái vấn đề mà tiếp thu những cái gì trái chiều với các bạn. Đây là cái điều bạn cần phải học hỏi và cũng như là bạn phải loại bỏ trong cuộc sống của mình. Bởi vì các bạn cần phải biết là giúp cho mọi người cùng nhau là vui vẻ, cùng nhau là thoải mái. Bởi vì người ta cần là cần một cái người ở bên cạnh đem lại sự thoải mái và vui vẻ các bạn. Một người mà có thể cân bằng cho mọi nhu cầu của tất cả người xung quanh. Khi mà các bạn biết là sẽ dùng từ lời nói phù hợp đúng thời điểm, tức là sẽ không dùng những lời nói gây tổn thương cho người khác, gây cho người khác sự đau lòng. Bởi vì bạn có kiến thức quá là nhiều rồi. Bạn đã chuẩn bị cho mình một hành trang để phát triển bản thân, những kỹ năng rất là siêu việt rồi. Bây giờ cái vấn đề các bạn là mình phải bớt cái phần kiêu ngạo mình lại, mình giảm bớt cái tôi của mình, để từ đó mình có thể là bình tĩnh, khôn khéo hơn và chu đáo hơn trong tất cả mọi việc. Vấn đề bao dung là một vấn đề càng cần phải học hỏi, cần như là phát huy nhiều hơn, để cho các bạn có thể tiến tới một cái tình cảm sau này, để một cái người nào đó ở bên cạnh bạn, dù có họ có thua kém bạn chăng nữa, họ cũng thấy thoải mái hơn. Chứ không phải là ở cạnh một người bạn sáng chói quá sẽ làm người ta cảm thấy là người ta chạy theo bạn không kịp. Và đôi khi bạn biết nhiều quá, bạn sẽ có những cái lời nói bạn gây tổn thương cho người ta, vô tình hay cố ý cũng sẽ gây cho người ta sự đau khổ. Thì lúc đó làm sao bạn giữ được cái người yêu bên cạnh mình? Cái vấn đề bạn cần phải học hỏi từ những cái điều này nha các bạn. Và có một việc cần lưu ý là các bạn phải thể hiện lòng trắc ẩn đối với những người kém may mắn và có hành động giúp đỡ những người khác khi mà họ cần. Việc bạn cho đi nó sẽ khiến cho các bạn thêm giàu có và thêm đủ đầy. Các bạn nhớ là cho đi là còn mãi ha. Cái việc cho đi này rất đơn giản các bạn. Các bạn có thể cho đi cái nụ cười, cho đi cái ánh mắt, cho đi cái lời nói. Khi mình nói những lời im dịu, những cái lời khuyến khích người khác thì cũng là cái cho đi á các bạn. Chứ không phải cho tiền cho bạc đâu các bạn ơi. Cho người ta lời khuyên, cho người ta bài học. Lá bài năm tiền này nó sẽ thể hiện là làm sao để bạn có thể có tình yêu được. Đó chính là bạn phải học chấp nhận một cái người không có cuộc sống sung túc và may mắn như bạn. Đây là một cái người họ đang có sự khống khổ, và những cái người này họ cảm thấy là họ không được chấp nhận, không được đáp ứng điều gì đó. Nó rất là đau khổ ở cái người này. Nó đại diện cho một sự thiếu hụt từ cái người yêu bạn sắp tới.
một cái người mà không có đủ sức sống và sức mạnh để cho cái hãy vượt qua những thử thách trong cuộc sống, dấu hiệu cho rằng cái người này á, nó đang rất là đau khổ nha các bạn. Đây là một cái bài học mình như vũ trụ muốn gửi xuống cho các bạn á, để các bạn học được cái bài học là bao dung và hấu hiệu cho người khác. Một cái lá bài rất là hợp lý để cho các bạn thực hiện một cái kế hoạch cho mình là mình phát triển bản thân để nâng các bạn lên một tầm cao rất là mới. Và khả năng bạn sẽ gặp một cái người họ bị khụt lùi về khía cạnh vật chất và kinh tế. Mặc dù cái năng lượng của họ là năng lượng giống bạn, họ có kỹ năng và kiến thức rất là nhiều, nhưng mà bởi vì may mắn không có đến với họ, do đó họ cảm thấy là có một đôi chút sự bất an và e sợ, bởi vì cái vận may của họ khiến cho họ có cuộc sống vất vả hơn. Và có thể cái người này họ không có nhiều cơ hội xảy ra trong tình huống cuộc đời của họ, chính họ thiếu sự hỗ trợ từ người khác và cảm thấy bị suy sụp rất là nhiều. Họ vất vả rất là nhiều để có thể đáp ứng được cái nhu cầu cho cuộc sống. Họ đã vượt qua những cái giai đoạn rất là khó khăn. Đây là một cái gì đó nó bị về kinh tế nha các bạn. Và cái này, người này thuộc là cung đất, là kim ngu, sử nữ, ma kết, là những người bảo thủ nhưng mà thực tế, nhưng mà rất sống rất là tình cảm, họ trung thành và ổn định, họ gắn bó và giúp đỡ người thân họ rất là nhiều. Một người thực sự tốt nhưng mà chưa gặp thời, gặp thế nha các bạn. Một người thật sự là yêu thương gia đình và gắn bó với gia đình rất nhiều, đưa cái giá trị gia đình lên trên hàng đầu. Và có thể cái người này họ là cái cha mẹ đơn thân, vì đó một cái người rất là lạnh lùng, một cái cuộc sống rất là cô lập. Ôi, mình thấy buồn cho cái bạn này quá. Một năng lượng hoàn toàn khác với năng lượng của bạn. Tuy cái người này tài giỏi giống bạn, nhưng mà cái vận may cuộc sống của họ khiến họ rất là khó khăn trong cuộc sống này. Tuy nhiên cái người này sẽ yêu thương bạn, mà có thể là các bạn sẽ phớt lời họ. Họ đã hiện diện ngay trước mặt các bạn rồi, nhưng mà các bạn không có cho họ tiến vào tình yêu với các bạn, và các bạn coi như là không quan tâm luôn. Bạn đưa cho người ta cục lơ luôn, kiểu như là bạn cảm thấy là cái người này cười không đáng để bạn tập trung vào, bởi vì bạn quá tham vọng. Nhưng mình biết cái người này đến với các bạn là sẽ đem lại tình yêu thật sự, bởi cái người này là người rất là tình cảm. Bởi vì họ không gặp thời các bạn, chứ không phải họ không giỏi đâu các bạn ơi. Tuy nhiên cái sự quyết định là ở bạn, bởi vì bạn là cái người sẽ biết mình cần gì và muốn gì. Mình nói là sẽ có một người đến với bạn, cái người này có cái hoàn cảnh giống vậy á. Bạn xem, bạn cân nhắc là bạn có đến hay không đến ha. Nhưng mà cái người này thực sự là một, cho bạn một cái mái ấm gia đình, tương lai. Mình cần là cần một người có trách nhiệm với gia đình, yêu thương gia đình nó quan trọng các bạn. Giàu nghèo không quan trọng đâu. Giàu có mà họ ăn chơi xa đọ, họ làm tán gia bài sản còn quá cha. Một cái người nghèo mà họ biết chí thú làm ăn thì nó điều quan trọng nhất. Quan trọng là họ yêu thương mình, là cái điều quan trọng nhất mình cần tìm trong cuộc sống này, trong tình cảm mà cần có ở một gia đình, một người thấu hiểu thực sự. Và thông điệp mà tình yêu muốn gửi đến cho bạn là gì? Đó chính là họ thực sự đang rất thích bạn. Có một người đó thích bạn rất là nhiều, bởi vì cái tình cảm lãng mạn đang diễn ra trong lòng của họ. Và họ muốn hẹn hò bạn rất nhiều lắm rồi, nhưng mà sự cản trở từ bạn, bạn quăng tay cục lơ rồi, nên thành ra họ chỉ có trong cái dự định mà thôi. Và thông điệp số 2 muốn gửi cho các bạn là gì? Đó chính là cái sự dụ dỗ. Hình như cái năng lượng đây là cái năng lượng thả thính rất là nhiều. Và ở đây hình như có người đang làm người thứ ba trong cái mối tình này hay sao á, không biết bạn hay là họ nữa. Mình đang rất thắc mắc, bởi vì cái thông điệp nói là bạn phải cẩn thận hơn. Một cái dấu hiệu rất là lừa tình, một cái dấu hiệu muốn chơi qua đường, một dấu hiệu cái người thứ ba xen vào cuộc sống của mối tình cảm của bạn sau này. Có thể là bạn gặp một người đàn ông đã có vợ, đã có con và mới ly dị hay sao á, bạn sẽ gặp rắc rối về vấn đề này. Và bạn cũng là cưa cẩm người ta rất là nhiều, cho đó bạn phải nên tập trung vào năng lượng của mình nha các bạn. Đừng có đùa giỡn với tình yêu, nhớ cho mình nha. Nếu có các bạn phải tránh xa ra những cái người này, bởi vì mình đừng có phá hoại hạnh phúc. Khi mà họ đã rõ ràng tất cả mọi thứ thì mình hãy tiến tới. Nếu không thì mình chọn cái người khác đi các bạn. Bạn có nhiều khả năng, bạn xinh đẹp, bạn tài giỏi mà. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.